Mưu hèn kế bẩn đằng sau khoách trương cửa vàng Ba Sọc. Trong một thế giới phẳng, không có chuyện gì mà các thế lực thù địch chống phá không chõ mũi vào. Từ đường lối đối ngoại, quan hệ ngoại giao của Việt Nam, chính sách quốc phòng cho đến cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, công tác nhân sự, các vấn đề về kinh tế, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, văn hóa. Mục đích của chúng trước sau vẫn là hạ thấp, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, thúc đẩy thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam. Những ngày gần đây, lợi dụng việc một số nghệ sĩ trong nước sang Mỹ biểu diễn trên những sân khấu có cờ vàng Ba Sọc, những đối tượng chống phá vu cáo rằng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mượn cớ vụ cờ vàng để phong sát, đấu tố các nghệ sĩ trong nước. Chính quyền bắt các nghệ sĩ phải tự nguyện sám hối, vu khống Việt Nam vi phạm nghiêm trọng nhân quyền bằng cách tung tin mập mờ, ngụy biện kiểu như Việt Cộng lạ thật, tiền đô la của kiều bào thì nhận, cờ vàng Ba Sọc thì lại tẩy chay. Trong luật pháp Việt Nam không hề có bất cứ điều luật nào cấm cờ vàng Ba Sọc đó cả. Đó là quyền lợi hợp pháp của các nghệ sĩ, ca sĩ. Chúng muốn gây hiểu lầm rằng lá cờ vàng Ba Sọc là đại diện cho một lực lượng chính trị, đại diện cho tất cả cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Qua đó, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phá hoại chủ trương đại đoàn kết toàn dân của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Cách đây gần nửa thế kỷ, cùng với sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ vàng Ba Sọc không còn đại diện cho bất kỳ chính thể quốc gia nào được thế giới công nhận. Tuy nhiên, một số kẻ cay cú không chịu thừa nhận thất bại, vẫn tiếp tục các hoạt động chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Để lấy chính danh cho các hoạt động của mình, chúng đã lấy cờ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa để đại diện cho các hoạt động của chúng. Chúng tìm mọi cách khuếch trương hình ảnh cho lá cờ vàng Ba Sọc ở mọi nơi, mọi lúc, dùng mọi thủ đoạn để hình ảnh lá cờ Ba Sọc xuất hiện càng nhiều càng tốt trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là trên mạng xã hội. Tuy những mưu hèn kế bẩn có thể lợi dụng được sự mất cảnh giác hay thiếu ý thức chính trị của một số nghệ sĩ, nhưng không thể qua mắt cộng đồng người Việt Nam trong nước và ở nước ngoài. Chủ kênh trực diện TV tại Mỹ cũng nhận xét rằng những người chống cộng ở Mỹ chủ yếu bằng mồm trên mạng xã hội, kiếm view, kiếm like trên Facebook, YouTube, gây quỹ, bán mũ, bán cờ Ba Sọc. Nhiều người trước kia từng phục vụ trong quân đội chính quyền Sài Gòn trước năm 1975 nói rằng lá cờ vàng Ba Sọc giờ đây chỉ do một vài tổ chức cá nhân ở Mỹ, Canada, Australia sử dụng để kích động phá hoại nhà nước Việt Nam và để kiếm tiền cho cá nhân họ mà thôi. Cộng đồng mạng xã hội cần cảnh giác với âm mưu chống phá, luận điệu xuyên tạc, những mưu hèn kế bẩn của các thế lực xấu.